mát rồi, cảnh đẹp, chờ mây đẹp xanh rờn các bạn. Giờ mình quay ra phía ngoài xong các bạn xem nhé, rất là đẹp luôn. Cho quay ra xong cho các bạn xem nha. Đây 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 có con tàu đây, con tàu ở bến Đặng quận 4 giáp ranh với quận nhất, nằm bên quận nhất nha mọi người, nó nằm sát bên nhau à. Tại bên kia nó bên trong bên kia là cái quận 2 ha, thấy không, thấy cái nhà cao tầng bên kia không, đây cái nhà cao tầng bên đây nè, thấy không, đó là quận 2. Và ở dưới kia, ở dưới con tàu này nè, nó đi thẳng tốt dưới kia là đi ra xa lạ Hà Nội. Cái cặp với bờ sông này á, là xuống dưới kia là rất là nhiều cái nhà hàng bãi sông nha mọi người.